Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh KT. Ở video này mình sẽ tiếp tục giới thiệu một sản phẩm xõa stress để chúng ta quay tay, luyện tay. Thì đây là đồ của Xiaomi, thì anh em đều biết đồ của Xiaomi thì rất là tốt. Và họ cũng sản xuất ra, nói chung là họ sản xuất tất cả mọi thứ, những cái đồ gia dụng, điện thoại, điện tử, máy lọc không khí, máy lau nhà, máy rửa bát gì đó vân vân. Và họ cũng sản xuất cả thiết bị này nữa. Đây sản phẩm là quả cầu luyện cổ tay Xiaomi Yunmai, số tiền là 130.000. Thì chúng ta xem sản phẩm này có gì hay nhá. Đây, cái hộp rất là đẹp. Đồ Xiaomi thì họ làm rất là cẩn thận rồi. Thì trước hộp chúng ta có dòng Yunmai này, như là công ty này hợp tác với Xiaomi để sản xuất ra thiết bị này ấy. Có cái quét QR code này, Yunmai gì đấy, mã vạch các thứ. Không có gì, hộp màu trắng thôi, vuông vắn ngay ngắn. Và bên trong cái hình này mình liên tưởng đến quả cà chua đấy, trong có cả sách luôn nữa, rất là cẩn thận. Đây, hướng dẫn sử dụng đấy, chúng ta có thể quay, dùng ngón cái này đấy, lên này xuống, hoặc là dùng cổ tay để quay đó, thay vì chúng ta như này đó. Thiết bị sẽ giúp ta giải tỏa stress, giải tỏa căng thẳng. Đây, ôi, cầm rất là nặng luôn, và dây nữa này, đẳng trịch thế rồi. Đây, cái dây này để ta móc vào như này để cho tránh bị rơi. Wow, rất nặng luôn. Cái này thì rơi mình nghĩ là sẽ có bị vỡ không nhỉ? Đấy, nó có cái con quay bên trong. Ở đây có dòng Yunmai này. Ở ngoài là được bọc cái đệm cao su. Đệm cao su. Xung quanh là nhựa, có hình người lá này, biểu tượng của công ty. Và ở đây chúng ta sẽ có, bên trong này nó như kiểu có một cái trục ấy, không phải motor nhá. Đấy, nó chỉ đơn giản như này thôi. Đấy, càng quay thì càng nặng. Đó, hay đấy, rất là nặng tay luôn. Càng quay thì càng nặng. Chúng ta phải dùng con cái này, gạt rất là mạnh. Đây, đến mức này xong thả ra. Đây, khá là xịn sò luôn, có cả đèn. Nó giống cái kiểu gì nhỉ? Đấy, cứ gạt lên như này. Đó, và thả ra. Đấy, ban đầu nó quay. Có đèn anh em ạ, đèn đỏ luôn. Đấy, cái đèn đỏ này. Đó, xong rồi và quay cổ tay. Rất là thú vị. Quay này như kiểu bên trong nó có kiểu một quả bóng nó đang xoay ấy. Đấy, đấy, bên trong quả bóng đang xoay và chúng ta cầm như này để lắc cổ tay, rất là thú vị luôn. Nó kiểu nó di chuyển trong lòng bàn tay luôn, rất là hay. Thì sản phẩm này hoàn thiện nó khá là tốt nên giá nó cũng khá là chát. Cái này thì mình nghĩ là để cho cổ tay nó được thoải mái, được thư giãn. Thay vì chúng ta như này liên tục thì sẽ rất là mỏi cổ tay, đúng không? Hoặc là lái ô tô hay lái xe máy thì chúng ta có thể mua thiết bị này về giải trí, xả stress cực tốt, luyện cổ tay, thư giãn cổ tay rất là tốt luôn. Đấy, mỗi lần chúng ta lên dây cót, đúng kiểu lên dây cót. Đây có hướng mũi tên, có cái mũi tên này để hướng dẫn chúng ta cách lên dây cót. Chúng ta sẽ lên như này, lên hết cỡ có thể. Anh em nào quay tay nhược, ai mà tay quẩy, ngón tay quẩy thì gạt lên càng mạnh càng tốt. Và đến một mức nào đấy thả ra. Để bắt đầu nó xoay, chúng ta sẽ cầm như này nhá. Đấy, bắt đầu lắc cổ tay. Tác dụng của nó chỉ vậy thôi. Có đèn bên trong này, rất là hay. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Link mua mình sẽ để dưới video rồi nhá. Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm đồ chơi quay tay xả stress của Xiaomi. hoàn thiện cực kỳ tốt luôn. Các bạn thấy video hữu ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn mình review xong phần này comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Mình sẽ luyện cổ tay tiếp đây. Ấy à, thú vị luôn.